Rồi, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình làm chuồng gà tại nhà, đơn giản và hiệu quả. Mình ra chợ mình mua 4 tấm lưới 1 mét vuông, dưới thêm hai cái sắt. Ở nhà mình có sắt gì mình làm sắt đó. Mình tọt kẽm nè, mình đóng xuống. Ở trên mình lọt tấm phôn này kia, mình có gì mình lọt đó. Xong, đây là thực tử đó. Rồi mốt mình làm mình không xài nữa thì mình mở ra mình dọn đi, mình về đi mình tận dụng lại đó, đơn giản và hiệu quả. Rồi chào các bạn nha.